OK, xin chào tất cả bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái video tiếp theo. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái công cụ giải màu ở trong Photoshop hay còn gọi là Gradient. Thì cái công cụ giải màu này chúng ta đã gặp nó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà các bạn cũng không để ý là cách sử dụng nó như nào. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Đó là các bạn sẽ tạo một file mới. Ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái file mới này. Tạo file mới. OK, kích thước bao nhiêu cũng được hết. Rồi thì các bạn sẽ nhìn ở đây. Đó là có những cái như sau. Bình thường là chúng ta có thể tạo một cái background có màu, nhưng background đấy chỉ là background đơn sắc. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái hình tròn ở đây này, hình âm dương này. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái gì ạ? Solid color này, thì nó sẽ là một màu này. Còn gradient đây là chính là giải màu. Thì các bạn chọn vào gradient này. Đó, rồi OK. Sau khi mà nó chọn ra thì chúng ta sẽ để ý rằng cái background này nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên ở đây của mình là đang là ở màu trắng. Đây chúng ta cũng không thấy sự thay đổi gì cả. Sau đó thì các bạn xuất hiện ra một cái bảng Gradient Fill. Thì các bạn sẽ bấm vào trực tiếp vào cái phần giải màu đây. Trực tiếp giải màu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn lấy một cái giải màu bất kỳ. Ở đây thì chỉ có hai dạng giải màu đặc biệt. Đó là một là dạng ở đây. Như các bạn nhìn thấy này, từ đen đến trắng này. Tức là từ một màu nọ đến một màu kia. Hoặc là nó có thể xen kẽ vào nhau những màu khác. Đó là dạng từ một màu này đến một màu kia. Nó là hai đầu màu. Cái dạng thứ hai đó là từ một màu đến không màu. Thì ở đây mình sẽ chú ý cho các bạn, đó là dạng đầu tiên. Đó là từ một màu đến không màu này. À, từ một màu đến một màu khác. Thì ở đây khi bạn kích vào một cái ô màu rồi, thì bây giờ chúng ta muốn thay đổi hai cái đầu màu này của cái giải màu này, thì chúng ta sẽ bấm vào cái ống mực ở đây này. Bấm này. Đấy, ống đỏ. Sau đó bạn sẽ bấm vào cái phần color này để thay đổi màu cho nó. Dạ, tôi thay đổi cam. OK chưa? Và tiếp tục bên này cũng thế, mình cho nó xanh lên chút. Đấy, hay nó xanh nhỉ. OK, vẫn thế, nói chung là màu sắc. OK, đấy là chúng ta chọn được hai cái. Và khi các bạn di con chuột nó vào cái phần giữa, nhưng mà ở phần dưới này, thì chúng ta có thể bấm một cái, thêm một cái ống mực khác. À, thêm ống mực khác. Và ở đây có một cái điều đặc biệt là khi các bạn ấn vào ống mực này, thấy chưa, thì chúng ta có thể là xóa đi. Chọn này, delete này. Chọn, xóa. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái điều đặc biệt nữa là gì ạ? Khi mà các bạn sử dụng ở đây, các bạn nhìn thấy ở chỗ này nó có một cái dấu chấm chấm chấm. Tức là chúng ta có thể tăng giảm cái độ màu, thì gọi là phần trăm màu nào nhiều hơn. Chẳng hạn bây giờ mình muốn nó cao nhiều hơn này. Đó. Đấy chưa? Mình xóa đi một tí. Đó. Đấy chưa? Đấy là nó sẽ nhiều màu hơn. Đây, bấm này. Nhìn này. Đấy, màu cam nhiều hơn này. Đó, OK. Tương tự bên này. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái màu sắc này nó sẽ nhiều hơn. Còn tùy thuộc vào cách các bạn thêm màu như nào, làm sao nó hợp lý. Ở đây thì mình có thể hướng dẫn các bạn lên trên Google. Đây, Google, các bạn đánh cho mình là Gradient. Đây, Gradient Photoshop. Đây, OK. Sau đó thì các bạn có thể chọn một số cái trang web để các bạn download cái Gradient đó. Đây, chẳng hạn nha. Đây. Đó, để các bạn download về, sau đó thì các bạn sẽ giải nén cái file đấy ra. Và các bạn sẽ quay trở lại Photoshop, các bạn chọn cho mình vào cái chỗ này. Load. Load. Đó, sau các bạn tìm được cái file đó, các bạn load cái Gradient của các bạn vào. Thì cái mà mình hay sử dụng nhất ở đây này, chẳng hạn như mình có thể sử dụng, đó là mình load cái Gradient Gold vào. Ở đây có một cái màu là đây, mình tạm thời sử dụng cái này này, loát này. Đó, các bạn nhìn ra, đây là mình sẽ mở cái này rộng một tí nữa này. Đó, các bạn nhìn ra rất nhiều màu sắc. Bởi vì là cách này họ phối hết rồi, nên chúng ta thoải sức có thể sử dụng được thoải mái, không cần phải lo nghĩ về là màu nó có hợp hay không. Ngoài ra khi các bạn nhìn thấy là lúc nãy mình có search, đó là Gradient Gold. Cũng là một cái rất là hay, đây là như này. Đó, các bạn thấy nó ứng dụng ở đâu? Ứng dụng ở đâu? Ứng dụng ở trong mấy cái mà banner kiểu sang chảnh ấy, là nó hay sử dụng cái kiểu màu Gradient Gold này. Cũng được, cũng là một cách các bạn có thể sử dụng làm cho cái sản phẩm các bạn nó tối ưu hơn từng chủ đề. OK, quay trở lại Photoshop này, thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Đó, giả sử các bạn tìm được một cái, bạn set up được một cái màu rồi. Đây nhỉ, mình set up màu này rồi. Được. Sau đó thì các bạn có thể là chọn OK. Sau đó thì các bạn vẫn nhìn thấy bảng Gradient Fill này. Thì chúng ta sẽ để ý xuống style này. Thì ở đây nó có 5 dạng. Dạng thứ nhất là Niner. Cái dạng này nó có đổ theo chiều dọc. Tức là từ Gradient này, chiều dọc từ một màu này đến một màu này.
theo chiều dọc này, hoặc là nó xoay góc ra thì nó sẽ thành ngang này. Đó, chéo này. Được chưa? Đấy, nói chung là nó từ đầu này sang đầu bên kia. Còn radian này thì có thể là từ tâm vào, từ tâm ra, hoặc là từ bên ngoài vào tâm, tùy các bạn. Scale này là độ gọi là độ giãn của cái vòng, gọi là gạn giãn của một cái giải màu. Cái này thì thường thì mình hay để nó nằm nguyên là 100%, tùy thôi các bạn, cách các bạn sử dụng. Còn cái reverser đây, ở đây đó là cái nghịch đảo lại, thì các bạn nhìn thấy nhá, ở đây là từ đỏ này đến xanh, nghịch đảo lại ngược lại từ xanh đỏ. Ok, sau đó chúng ta sẽ ấn ok. Vậy là chúng ta có thể tạo được một cái gradient rất là ok khi các bạn sử dụng. Rồi, chúng ta có thể là thực hành như sau. Đó là các bạn chọn cho mình một cái lớp giải màu, lớp một màu, màu đơn sắc này. Mình chọn một cái màu đây, ok, màu cam này. Sau đó mình sẽ tạo, hướng dẫn giúp các bạn tạo ra những cái hình thù đặc biệt hơn một chút. Giả sử nha, chúng ta có thể dùng một cái hình tròn. Hình tròn à, các bạn nhìn thấy chưa, khi mà mở cái bảng này ra có cái phần là giải màu này, hoặc là setup trên này cũng được này. Đây, nó cũng y hệt như thế nhá, là chúng ta sẽ chọn ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ không chọn nhiều màu nữa, mà chúng ta sẽ chỉ chọn từ một màu đến không màu thôi. Các bạn bấm vào ô này cho mình, đây. Đó, để chọn bấm vào ô này, sau đó các bạn bấm vào cái đầu bên này. Có thể là kích đúp vào để nó mở ra cái bảng điều chỉnh màu luôn. Sau bạn hút cho mình ở phần di cái ống mực ở bên ngoài, hút này. Đó, sau đó thì sao? Chúng ta sẽ cho nó đậm lên một tí. Đây. Đậm lên một tí. Ok. Đó. Ok. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái, đó là các bạn có thể là để ý khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ mà từ một màu đến không màu này, thì nó sẽ sinh ra một vấn đề là gì? Phần bên này cam, phần bên này trắng, nên là nó sẽ sinh ra, chỗ này vẫn có một tí trắng này. Các bạn bấm vào cái đầu bên này tiếp này, và các bạn hút cho mình cái màu cam. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó ra cái trạng thái màu khác ngay. Được chưa? Đây. Nó ra trạng thái màu khác hẳn luôn. Đó, ok. Tôi sẽ chỉnh lại đầu này một tí. Đây. Đấy. Vậy là chúng ta đã setup được một cái màu sắc rất ok. Đó. Một cái hầm màu. Rồi, khi các bạn setup xong thì các bạn có thể chọn cho mình những cái chế độ ở ngay trong này. Bình thường là mình hay sử dụng linear này. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào công cụ Movement Tool này, các bạn di chuyển cái con này đi. Đó. Và ở đây nhá, khi bạn bấm vào góc này, bạn xoay này. Bạn xoay, các bạn nhìn thấy không? Xoay này, khi mà nó xác nhận lại nó vẫn thế. Nên nếu như mà chúng ta muốn là xoay mà cái kiểu chiều nó phải xoay lại, một là chúng ta setup ở trong cái file này cũ này. Setup ở trong cái góc này cũ này, hai là chúng ta lại chuyển cái này về cái gì ạ? Chuyển về layer thường. Chuyển về layer thường, sau đó thì các bạn lại xoay nó thoải mái. Đây này. Đó. Được chưa? Tạo ra tiếp này. Rồi, đây, đặt ra. Đó. Các bạn có thể tạo ra những cái hình thù tùy các bạn sử dụng như nào cho nó hợp lý rồi được. Đó. Và đối với khi mà chúng ta sử dụng hình một cái đường pen tool cũng thế thôi, các bạn cũng vẽ nó ra này. Các bạn cũng vẽ một đường pen ra. Đó. Cũng vẽ một đường pen. Và chúng ta cũng thích giải màu, chúng ta cũng có giải màu thôi, đơn giản. Không có gì khó khăn. Cũng vậy. Chọn từ một màu đến không màu. Và đây tôi sẽ chọn nó là màu cam. Và tương tự khi mà cách sử dụng cũng là một cách các bạn có thể làm cho cái background các bạn nó ổn hơn một chút. Ok, thì đấy là chúng ta sử dụng về giải màu. Ở đây thì mình sẽ luyện tập cho các bạn một tí nữa về cái công cụ đổ màu. Tức là gì? Giả sử khi mà chúng ta để ý ở trong cái phần trên thanh toolbar ấy, nó còn có một cái công cụ đổ màu ở đây này. Phím tab của nó là G. Thì có hai công cụ các bạn sử dụng, đó là Gradient Tool và cái màu đổ màu bucket, đổ màu đơn sắc. Thì khi mà các bạn sử dụng cái này thì bắt buộc bạn phải có một cái layer mới. Đây, các bạn chọn tạo layer mới hoặc là gì ạ? Control Shift N. Tạo layer mới hoặc là bấm vào đây. Được chưa? Tạo ra layer mới thì khi đó thì chúng ta có thể là tạo ra một cái layer chẳng hạn như sau. Tức là mình đổi, nếu như mình đổ màu đơn sắc này thì các bạn phải chọn đúng cái màu này. Đấy, chọn cái màu, chẳng hạn mình chọn đúng màu trắng chẳng hạn. Bây giờ các bạn có thể muốn tạo một cái hình vùng chọn.
Sau đó các bạn sẽ chỉ đổ màu được phần bên trong này thôi. Đây, ấn này, đổ màu. Đấy, nó giống như ở tập tô ấy. Cũng là một cách các bạn tạo ra một cái hình. Đấy, tùy các bạn sử dụng. Hai là nữa là các bạn cũng có thể là để đổ trực tiếp vào cái background của các bạn. Giờ tạo layer mới này, đổ này. Đấy, nó tạo ra một layer mới. Layer này là thường. Ở đây thì chúng ta sử dụng công cụ gradient. Thì các bạn cũng vậy, các bạn cũng nên có thể sử dụng đây. Hoặc là chúng ta không tạo vùng chọn cũng được. Các bạn sẽ sử dụng cho mình là gradient này. Chọn, các bạn chọn trên này, nhìn chưa? Chế độ này, màu này. Đấy, mình chọn từ màu trắng đến trắng này. Sau đó là sao? Tôi sẽ chọn là gradient. Sau đó các bạn sẽ tạo ra layer mới này. Ở đây thì các bạn sẽ bấm một điểm này. Sau đó bạn kéo xuống. Đấy. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó tạo ra một cái dải màu. Và cái dải màu này có thể di chuyển được nhé. Và chính vì lý do dải màu như thế này thì người ta hay tạo ra những cái đốm đốm. Đốm đốm, đấy. Đấy. Đốm sáng. Đó. Tùy các bạn có thể sử dụng như nào cho nó hợp lý khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng về giải màu. Một cái khá là hay khi các bạn áp dụng. Ok, thì trên đây là mình đã hướng dẫn cho chúng ta sử dụng công cụ về giải màu gradient cũng như là cách sử dụng đổ màu ở trong Photoshop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.